Kính thưa quý vị, nếu có ai còn thắc mắc cộng sản là gì? Tại sao người ta lại gọi cộng sản là quỷ đỏ? Xin quý vị hãy lắng nghe bài hát sau đây, quý vị sẽ tìm thấy câu trả lời. Nhạc phẩm Bản năng của quỷ, sáng tác của nhạc sĩ Trần Huân, sẽ được trình bày bởi Bảo Long và Mai Kha. Những tên súc vật họ cả
đoàn kết những ai vô tội thành người có lỗi. Họ bút danh bất chính ngô thuần, rồi ăn trên máu xương đồng loại. Họ ra oai chứng nhân cho mình như loài quỷ Satan. Họ mánh khóe cho ba que, rồi tí toe nghe mà thương. Họ mánh khóe cho ba que, rồi tí toe nghe mà thương.